Hi, xin chào mọi người ha. Hôm nay thì như mà cái một sự chờ đợi lâu dài của một cái nút play bạc của kênh của chúng ta là Game One đã về rồi. Thì hôm nay mình làm cái video này quay về cái nút bạc. Thì mình ở thì cũng ở trọ nên cái không gian này các bạn cái quay hết thì mình cũng không tiện lắm. Không gian nó nhỏ à, nên chỉ mình quay chỉ một phần của góc ngồi của mình thôi. Thì mong các bạn cùng xem mà coi coi thử nút bạc chúng ta có gì nè. Thứ nhất là đây là cái của cái hãng Fit gì đó, cái tờ khai nhập quan, và ở dưới góc này thì các bạn có thể thấy đó chính là cái chữ Game One. Mình cũng không biết là đây phải nút bạc không, khi mà đi làm thì nó có cái ông kia ông gọi về, mình cũng không biết nữa. Mình có nhận cái hàng hàng ở đâu ta, hàng ở nước ngoài, hàng gì, hàng của tàu khựa à, không nghĩ tôi biết ở đâu. Nhưng mình đáng vậy, cái hộp này cũng to lắm, cứ nặng ký mấy à, cũng không nặng lắm. Để mình coi trong bên trong nó có gì ha, để mà đợi một chút. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái nút này ra coi thử trong cái tờ khai này có gì. Thực sự mình cũng rất là tò mò trong đây có gì. Để mở sao ta. Cái này là cái gì đây? Ủa, cái này không quan trọng. Đâu có. Dính quá. Đây là cái dụng cụ cắt chỉ áp dụng vô luôn. Ủa, bén phế. Ây da. Ờ, nó dính ghê luôn á. Đây đây đây, có rồi. Ồ, ôi, một cái phiếu khai luôn hả? Tết mà dài thế này. À, đây là phí vận chuyển. À, số hóa đơn. Ôi, 1 triệu mấy luôn á, tính thuế là 1 triệu mấy luôn á, mà những cái thuế này mình không phải đóng. 22 USD nè. Ghê ta. Nó chuyển hàng. Kỷ niệm chương. Ủa kỳ vậy. Trời ơi, thuế mà 3 tờ luôn vậy trời. Bắt cây. Ok, thôi cái này chúng ta bỏ qua đi. Mình cảm thấy cái đó không quan trọng rồi đó. Ý da, cái này giờ nó dính quá. Bây giờ sẽ là khui cái cục này ra. Giờ không biết khui nó như thế nào đây. Ok, mình đẩy lên trên đây một chút. Mình khui trên đây vậy. Mình có chuẩn bị là một cái nép, một cái dao. Sẽ là khui cái đoạn này trước. Cắt nào. Có thế. Cắt cái xong có đứt cái nút bạc luôn ấy. Mình cũng chưa biết cái nút này là nó có cái nút gì nữa. Rất là cũng như hồi hộp. Mà chắc chắn là mình có thể nghĩ là cái nút bạc, tại vì thấy cái chữ Game One ở trên rồi. Thì thời gian chờ đợi của nó thực sự cũng lâu lắm, cả mấy năm trời rồi. Order, mình order đối với người khác order thì mình không biết, chứ như mình order thì thực sự như mà nói thì đúng chỉ có 15 ngày thôi. Đúng 15 ngày thì cái nút này nó gửi về cho mình luôn. Mình cũng khó hiểu thật. Đối với các YouTuber khác thì thường thì họ có mất tới 1 tháng tới 2 tháng. Tại sao mình lại gửi nó quá nhanh như vậy? Mình cũng nên nên mình mới không nghĩ nó là nút bạc đó. Ây da. Mẹ ốm quá ăn không nổi. Cái lục. Ây da, cắt không nổi. À. Ra rồi. Ơi, coi trong nó có tiền không? Không có tiền đâu các bạn ơi. Đây, nó được bọc một lớp bọc. Wow. Có cái hình chữ YouTube rồi. Rất là thích luôn, cảm giác rất là sướng. Ôi, nó bọc rất là kỹ luôn nha. Và bây giờ là cái lúc chúng ta là open box, mở cái hộp này ra. Ây da. Ôi, nút của mình về nó khá là nhanh luôn các bạn ơi. Đây, mình coi trong đây nó là cái gì.
À đây là kiểu như nó chúc mừng mình đã đạt được 100 người đăng ký cho cái channel của mình, là channel của chúng ta. Cái này thì nếu mà dịch thì mình dịch sợ nó không hay lắm, nhưng mà kiểu như là một lời chúc mừng, nó biết tất cả các thành viên trên YouTube này là một cái số lượng rất là lớn. Nó hy vọng mà mình sẽ lên 1 triệu hay sao ấy. Nó đọc bài kia chắc mình phải lên Google dịch thôi, thì đọc thì dịch thì vẫn được, nhưng mà mình dịch nó không có văn nên thôi khỏi đi. Cái này các bạn hãy biết nó là một sự chúc mừng và có một cái chữ ký của gì ta, chữ ký của người Hàn Quốc hay sao, Susan Wukiki Kiki hay là con Ki nha, của CEO YouTube á. Rồi chúng ta tạm thời dục cái này đi chỗ khác. Ồ cái nắp này cũng khá là to đấy chứ nhờ. Rồi chỗ mình này nó hơi chật nên à, đây là cái lúc mình lấy nút bạc ra. Wow, ra rồi. Đây rồi, đây là cái lúc mà chúng ta gỡ cái nút bạc ra. Ây da, ôi rất là đẹp, mùi của nó rất là thơm. Đây rồi, chúng ta dường như là có cái con Raisin Unboxing 100.000 subscriber. Đó, đây các bạn thấy có đẹp không nè. Ở đằng sau đây là hình như là một cái này gọi là để móc móc lên tường hay sao á. Tạm thời thì mình không thể quay thẳng này, cái này thì nó quay ánh quá, nó quay cái mặt mình vào trong rồi nên hạn chế, nên mình sẽ để đây và cho các bạn thấy được cái nút bạc thật sự là nó rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn á. Cảm giác rất là sướng khi mà chúng ta có thể thấy được cái nút này đó, các bạn có thể nhìn thấy không, rất là đẹp luôn. Cái đồng đây này nó nguy hiểm quá thật sự, mà nói là nó nguy hiểm đó. Các bạn có thể thấy là game one của chúng ta đây, đây là một lời rất là cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua là đã dành tất cả tình cảm cho mình lấy cái nút này rất là nhanh thật sự. Ở cái kênh khác hay bất kỳ nơi đâu, cái kỳ YouTuber khác mình không biết nha, như là thường là họ phải mất mất khoảng khoảng bao nhiêu ta, từ 6 tuần tới 12 tuần để có thể được nhận cái nút bạc này. Nhưng mà mình order, các bạn biết mình order này, nhưng nó gửi mã cho mình rồi mà, nhưng gửi mã thì lâu á. Nhưng mà khi mình order là ngày, nhớ không lầm thì đúng là ngày 15 tháng 1. Ngày 15 tháng 1 mà nay mới là ngày 9 tháng 2 thôi mà nó đã về rồi. Thực sự nó nhanh đến mức mà mình không ngờ được là cái nút này nó về với mình với một cái tốc độ thần thánh. Chắc là do mình đẹp trai hay là sao gì đấy, chắc là nó hơi quá, nhưng mà thực sự là nhanh đến mức mình không ngờ. Đây là nút bạc, thường là mình có hay lên mạng mình coi là các YouTube khác là lâu lắm nên mình nghĩ không nghĩ nó, nhưng mà rất là mừng luôn khi nó về. Giờ các tối nay là mình có thể là mình ôm nó ngủ và kiểu như là nó vui tới lúc là trong cái dịp Tết nữa, là kiểu như là rất là cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình, đã vượt qua cái con số Sprite này, đã vượt qua và đạt được cái nút bạc, và giờ nghĩ là tới nút vàng chúng mình chỉ là mơ thôi, rất là xa vời luôn rồi, nó rất là xa rồi nên là mình. Hi, xin chào mọi người, thì do cái lần cái đoạn video kia nữa đi kệ, thì mình sẽ cố gắng phát triển để mơ ước tới được cái gọi là cái nút vàng ha. Nút bạc là một cái cục móc đầu tiên, nút vàng sẽ là cái cục móc thứ hai. Nói chung là rất là xa vời, nhưng mà mình